Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt con gái song sinh của Kim Jong-un để kiểm soát Triều Tiên. Thời gian gần đây, con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Joo-e liên tục xuất hiện bên cạnh cha trong các sự kiện quan trọng, làm dấy lên đồn đoán ông Kim Jong-un sẽ chọn con gái làm người kế nhiệm. Thế nhưng cô bé Kim Joo-e chỉ mới 11 tuổi, còn quá trẻ, và ông Kim Jong-un vẫn còn đủ trẻ để làm lãnh đạo. Tại sao ông lại cần người kế nhiệm lúc này? Tại sao lại vội đưa một đứa trẻ như vậy gia nhập chính trường? Liên quan đến vấn đề này, mới đây kênh truyền thông độc lập Loot Media đã tiết lộ một tin chấn động khi biết con gái Kim Jong-un có một người chị song sinh, sinh ra ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc và đã bị chính quyền Bắc Kinh bí mật bắt làm con tin. Ông Tập Cận Bình muốn lợi dụng cô bé để kiểm soát Bắc Triều Tiên nhằm đạt được những mục tiêu nham hiểm hơn cả Hamas. Cụ thể, trong video ngày 4 tháng 4, Loot Media cho biết, theo các nguồn tin tình báo hàng đầu của họ ở Đại Lục, từ năm 2008 đến năm 2009, đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Son-ju từng làm nghệ sĩ biểu diễn trong một khách sạn Triều Tiên ở thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc. Khi đó Ri Son-ju mới 20 tuổi, được gọi với cái tên Lý Tuyết Tử, thuộc nhân viên xuất khẩu lao động Triều Tiên. Trong khoảng thời gian đó, cô đã đến một bệnh viện sản nhi tư nhân liên kết với bệnh viện Thịnh Kinh để lấy trứng. Trung Quốc thời điểm đó có rất nhiều bệnh viện như vậy, bác sĩ lấy trứng cho cô kể. Thời điểm đó có rất nhiều cô gái ở Triều Tiên lấy trứng, một số bán cho những người giàu có ở Trung Quốc. Đây cũng là một trong những nguồn thu hoạch ngoại tệ của Triều Tiên. Họ không hề biết những cô gái này thực chất là thành viên của chương trình Hậu Duệ Mặt Trời do Triều Tiên tổ chức. Kim Jong-un khi đó bị hiếm muộn nên sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng lại lo ngại Bắc Kinh biết việc này nên đã lập ra kế hoạch mang tên Hậu Duệ Mặt Trời. Theo đó, Bắc Hàn để những phụ nữ Triều Tiên đi xuất khẩu lao động thường xuyên được lấy trứng để thụ tinh. Càng sử dụng nhiều lần, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không còn biết cái nào có liên quan đến Kim Jong-un. Điều này nhằm che đậy cho Ri Son-ju. Sau đó, trứng của Ri Son-ju và tinh trùng do một nữ đặc vụ Triều Tiên gửi đến đã thành công tạo phôi thai. Các bác sĩ tại Bệnh viện Thịnh Kinh không hề biết đây là con gái của Kim Jong-un. Năm 2012, Ri Son-ju đến Thẩm Dương để chuyển phôi thai vào cơ thể. Cô ở lại đây nửa năm. Trong thời gian đó, cô được các bác sĩ nhận ra là đệ nhất phu nhân Triều Tiên. Chỉ sau đó họ mới thông báo cho bộ phận liên quan của Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh lúc đó không có mẫu DNA của Kim Jong-un, nên không thể xác định phôi thai kia có phải của con ông Kim hay không. Kim Jong-un không để lại thông tin sinh học của mình bất cứ nơi nào ông đi. Ngay cả nước tiểu và phần của ông khi đi tàu cũng sẽ được tiêu hủy. Tuy nhiên, điều này không làm khó được Bắc Kinh. Họ đã tìm thấy hồ sơ về việc Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, từng nhập viện ở Trung Quốc và các mẫu sinh học được bảo quản. Ngoài ra, họ cũng liên hệ được y tá Dương Tinh, từng điều trị cho Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un. Thông qua rà soát những kho lưu trữ, họ đã tìm thấy các mẫu sinh học của Kim Il-sung. Một viên chức là Vương Gia Thụy đã xin sự chấp thuận của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xác nhận mối quan hệ huyết thống giữa Kim Il-sung và phôi thai này. Sau khi Ri Son-ju mang thai thành công, Kim Jong-un mới công khai mối quan hệ với cô. Khoảng tháng 2 năm 2013, Ri Son-ju hạ sinh một cặp song sinh nữ ở Thẩm Dương, hai đứa trẻ sinh non chỉ mới 34 tuần. Bé gái ra đời trước không may có vấn đề về tim nên phải ấp trong lồng kính. Đứa trẻ còn lại sau khi đủ tháng liền được đưa về Bắc Triều Tiên. Sau khi đặc vụ của Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận thông tin phôi thai có quan hệ huyết thống với Kim Il-sung, ngay lập tức, đứa trẻ bị vấn đề ở tim được đưa đến Bắc Kinh với lý do cần được điều trị tốt hơn. Ở đó, đứa trẻ được đưa đến khoa nhi sinh non của Bệnh viện Nhi đồng Bát Nhất. Sau khi đứa trẻ lớn lên, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã nhiều lần đàm phán để được trao trả đứa trẻ, nhưng phía Trung Quốc lấy cớ đứa trẻ vẫn cần được điều trị tốt hơn để tiếp tục giữ lại Bắc Kinh. Đây chính là kế hoạch mang tên Nhân Sầm Núi. Đứa trẻ sau đó được đưa đến trại trẻ mồ côi chuyên chăm sóc trẻ mồ côi có cha mẹ là liệt sĩ và được giao cho một người phụ nữ gốc Triều Tiên. Sau đó, đứa trẻ theo học mẫu giáo và tiểu học tại ngôi trường trực thuộc Đại học Dân tộc.
bởi vì Kim Jong-un khi đó bị hiếm muộn, nên đây được cho là dòng máu Park Tu của gia đình họ Kim. Vì sao lại gọi là dòng máu Park Tu? Cái tên này bắt nguồn từ núi Park Tu. Theo truyền thuyết, đây là nơi sinh của Dangun, người sáng lập vương quốc Triều Tiên cổ. Hai cố lãnh đạo Kim Il-sung và Kim Jong-il cũng được cho là chào đời trên ngọn núi thiêng này. Vì thế dòng máu Park Tu chính là ám chỉ con cháu của những người lãnh đạo Triều Tiên. Chế độ cha truyền con nối của Triều Tiên đặc biệt chú trọng đến dòng máu Park Tu. Vì vậy Bắc Kinh đã nhanh chóng chớp thời cơ, đưa đứa trẻ này vào kế hoạch nuôi bù nhìn để kiểm soát Đông Bắc Á. Theo Loot Media, họ biết được chi tiết cụ thể vụ việc vì thông tin đến từ những người có liên quan vào thời điểm đó. Vương Gia Thụy, người trực tiếp tham gia vụ việc này, đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng vụ đối ngoại của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2012 và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc vào năm 2013. Người biết chuyện này không nhiều. Trong chính quyền Trung Quốc, số người biết chuyện này không quá 10 người. Đứa trẻ này là con tin để Trung Quốc kiểm soát Bắc Triều Tiên. Nếu Kim Jong-un không nghe lời Bắc Kinh, Tập Cận Bình có thể thay thế Kim Joo-e bằng người chị song sinh của cô. Loot Media tiết lộ năm 2013, Kim Jong-un từng muốn đi theo con đường cũ của Mao Trạch Đông, chính là thiết lập liên hệ với cộng đồng thể thao Mỹ thông qua Trang Tắc Đống, một vận động viên bóng bàn để qua mặt Liên Xô. Kim Jong-un đã thiết lập liên hệ với Hoa Kỳ thông qua vận động viên bóng rổ Dennis Rodman. Tuy nhiên, Tập Cận Bình đã phát hiện ra và cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ. Kim Joo-e lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là vào ngày 18 tháng 10 năm 2022. Kể từ đó, Kim Jong-un thường xuyên đưa cô bé xuất hiện ở nhiều sự kiện khác nhau. Vào tháng 9 năm 2023, tại lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Triều Tiên, Kim Joo-e đã ngồi một mình với cha bên cạnh các nguyên soái lớn của quân đội. Vào tháng 1 năm nay, Kim Joo-e chưa tròn 11 tuổi cũng đã tiếp đón đại diện quân đội. Đến tháng 3, phương tiện truyền thông chính thức của Triều Tiên, KCNA, đã gọi Kim Joo-e bằng cụm từ dành riêng cho người lãnh đạo cao nhất, người dẫn dắt vĩ đại, kèm theo bức ảnh cô đến thăm trang trại nhà kính của Kim Jong-un. Những người dẫn dắt vĩ đại cùng với các quan chức đảng lao động, chính phủ và quân đội đã tham quan trang trại. KCNA nói về chuyến thăm của ông Kim và con gái. Lúc đó mọi người đồn đoán rằng Kim Joo-e vẫn còn quá trẻ và Kim Jong-un cũng còn đủ trẻ để làm lãnh đạo. Không có lý do gì ông cần bổ nhiệm người kế nhiệm vào lúc này. Vậy tại sao ông lại muốn đẩy một đứa trẻ nhỏ như vậy vào chính trường? Sau khi nghe tin Kim Joo-e có một người chị song sinh đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt làm con tin, có vẻ như động thái này của Kim Jong-un có thể giải thích được. Phải chăng ông Kim Jong-un không muốn khuất phục Tập Cận Bình một cách dễ dàng, nên đã đưa con gái đi dự những sự kiện dành cho các lãnh đạo, tướng lĩnh lớn của Triều Tiên để công chúng biết đến và nhận ra cô ấy? Bằng cách này, nếu Bắc Kinh cố gắng thay thế Kim Joo-e bằng người chị song sinh trong tương lai, thì nỗ lực đó sẽ không dễ dàng thành hiện thực. Bởi vì ngay cả chị em sinh đôi cũng không thể giống hệt, vẫn có những khác biệt nhỏ. Điều này sẽ phá vỡ những âm mưu và nỗ lực của Trung Quốc. Liệu những gì Loot Media tuyên bố có phải là thật? Và lời giải thích này có hợp lý không? Hãy để lại bình luận và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn nhé!